cái sản phẩm này thì các bạn có thể, mình sẽ nói sơ về cái sản phẩm này nha. Đây là con mát màu đen cái mũi. Đây này, để bên này cũng được. À, thường thì mình sẽ để ở trong cái cây nhé. À đây, trong cây này nhé. Các bạn có thể mua để cho các cái nhỏ học tập này, các bạn bé nhỏ tham khảo này, con đèn này để bên này chú chỉ dễ thương nhé các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ video của mình nhé, cho mình thành các bạn thấy mới vui vẻ hạnh phúc bình thường nhé. Cảm ơn các bạn.